Đồ Gỗ Đức Thịnh kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 29 tháng 8 năm 2020. Kính thưa quý vị, lúc này chúng tôi đang hoàn thiện là 6 bức tranh khảm ốc chai. Thì các cái bức này đều bằng gỗ vụ ván liền tấm và kích thước là 80 x 1m6. Trong đó thì có như vậy là có 2 mẫu, mẫu quê xưa và mẫu Tùng Hạc Liên Miên. Đây, mẫu quê xưa đây. Mẫu quê xưa là sĩ nông công thương, nuôi tiểu canh mục đủ cả. Các cái này thì tôi giới thiệu nhiều lần rồi. Nó là một xã hội thu nhỏ, xã hội Việt Nam mình xưa. Thu nhỏ, cái này còn gọi là thiên hạ thái bình. Tức là tất cả đều yên ấm làm ăn. Mọi cái đều rất là thanh bình. Đấy, có sĩ nông công thương. Tức là ngày xưa người ta chia thành phần xã hội là sĩ này đại diện, có ông thầy giáo đại diện đây, hoặc là các quan vua quan này. Sĩ nông đây làm ruộng đây, công này, công thì không phải là công nghiệp ở đâu, mấy ông thợ thủ công thôi, mấy ông bật bông với cả thợ cưa gỗ này, thương buôn tàu bán bè bên này, trời biên buôn thúng bán mẹt đây, đủ hết luôn. Và cái cảnh cây đa bến nước, rồi thì cái cổng làng, rồi thì cảnh người cấy người gặt, con trâu thổi sáo vân vân, rất là thú vị. Và cái này nó có một cái ẩn ý nữa là nó cuộc sống rất là no ấm sung túc. Những cái người đi bắt đi đánh cá đây là bắt được cái con cá này, rồi thì đây ngư ông đắc lợi cho bên này, rồi để thuận buồm xuôi gió đây, buồm mang căng xuôi gió đây. Thế đằng bên này đây có cấy này, có gặt hái này. Đấy, cái lưỡi, cái này là lưỡi hái để gặt này. Cái này là cái bừa. Nhiều cháu bé giờ không biết cái nào là cái cày, cái bừa nhé. Cái cày là cái mà xới đất lần đầu tiên. Đấy, cái lưỡi cày nó nhọn nhọn và móc xoắn lên. Thế còn cái bừa là sau khi mà cày mà nó đã ngâm đất, nó đã mục rồi, xong là cày là đi để cho nó đất nó nhỏ lại và nó san phẳng ra. Đấy, nó có mấy cái nan dưới này này, làm nhỏ ra và nó có cái phần gạt bên trên để làm cho nó phẳng ra, thì lúc đấy thì mới cấy lúa được. Đấy là bức quê xưa. Thế đây là còn bên cạnh đây là bức Tùng Hạc Liên Miên, 6 con hạc và cây tùng với cái câu thơ là thanh tùng thiên niên thụ, bạch hạc vạn cổ sinh, tinh dậu niên trọng đông nguyệt cát nhật. Thì cái này chúng tôi chép lại từ một cái tranh cổ, cho nên là nó có cả cái đôi câu đối và cả cái phần lạc quản bên cạnh là cũng đều có. Và cái tranh này nhân vật chính là 6 con hạc và cây tùng. Tùng Hạc Liên Miên là để cầu chúc cho gia chủ là sức khỏe và trường thọ. Ngoài ra có cả những cái chi tiết rất nhỏ mà ấn tượng, đấy là cái mạng nhện đây, để khoe cái tài nghệ của người thợ. Tuy là làm chai ốc nó rắn như thế, nhưng mà làm thật mảnh mai và làm nhấn chìm xuống dưới cái gỗ mà rất là bén khít. Cho nên cái tranh khảm của Gỗ Đức Hiền thì có thì tên tuổi từ lâu rồi. Và trong xưởng của tôi lúc nào cũng có đến 300 tấm, đủ để phục vụ thị trường một cách thoải mái. Và chúng tôi cũng cam kết là dù bao nhiêu năm mà quý vị dùng mà bị vỡ, bị hỏng thì đều có quyền mang đến đổi tấm mới. Nhưng chắc chắn là điều này không xảy ra, bởi vì tất cả các cái phần khuôn gỗ này chúng tôi đã làm qua một năm và nó khô kiệt rồi. Đấy là chưa kể là khi mà làm số lượng lớn ấy, thì quý vị nhìn thấy đầy trong nhà đây, hàng trăm tấm trong nhà đây, thì để lâu trong cái cửa hàng của nó khô xác sơ, khô kiệt rồi. Cửa hàng thì quanh năm là đóng, nó như là một cái kho thì đúng hơn. Đấy, đóng và nó khô kiệt. Cho nên là tất cả những cái tranh khi mà xuất xưởng ra thì nó đều là khô kiệt, không phải lo lắng gì. Chúng tôi bán khoảng một nửa vào phía Nam, chưa thấy bác nào phản ảnh là nó có vấn đề gì cả. Còn đây cam kết dù bao năm, kể cả các bác ở xa gửi ra tôi lại gửi vào. Tất nhiên là cái phần cước phí vận chuyển là quý khách chịu, cái đấy chúng tôi nói luôn từ đầu, chúng tôi đồng ý đổi không lấy tiền, nhưng mà cái phần vận chuyển của quý khách hàng là chịu cho chúng tôi. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại 0984 666
999 hoặc là 0967 666 111 là số Zalo. Tạm biệt quý vị tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau. Hoạt động của Đồng Gỗ Đức Hiền là liên tục và rất nhiều xưởng vẫn đang hoạt động, nhưng mà thỉnh thoảng tôi lên sóng một ít thôi. Lên sóng nhiều quá thì nó cũng hơi cũng không cần thiết. Thực ra là những cái gì Đồng Gỗ Đức Hiền làm từ trước giờ khách hàng vẫn biết rồi. Nhưng có một số bác là ví dụ như vừa rồi những cái bức tranh đấy là kích thước 80m6 giá là 20, nó có hai mức giá, giá 14 triệu và 21 triệu. Thì đây là cái hàng đầu tư cao cấp hơn, giá là 21 triệu một bức. Cách đây chừng một tháng thì tôi có chuyển vào trong Long An và có chuyển đi Thạch Thất, ngoài ra còn vài nơi nữa, nhưng mà khách hàng Long An và Thạch Thất là Vĩnh Long và Thạch Thất là hai khách đó là có trao đổi qua cái thư nhiều cho nên tôi nhớ hơn. Còn những bác nào đến lấy ngay thì nhiều khi không nhớ hết được. Tạm biệt quý vị tại đây.